Đây là Henry Võ. Yeah, VinFast Sales Director. Xe của em. Đây là xe của Henry VF8 City Edition ở trong màu đen. Ở ngoài màu bạc. Cái xe này hồi xưa mình order mà cuối cùng mình lấy màu xám. Oh yeah, yeah. Em thích màu silver. Đúng rồi, cái màu silver cũng đẹp lắm á, sang lắm á. Wow, màu đen của anh Tư, silver của Henry. Đẹp. Cảm ơn anh. Ok. Yeah. Mai mốt gặp lại. Yeah, yeah. Ok. Drive careful. Rồi. Hẹn gặp lại.